girls with their nails done now. Em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello và chúc mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình, và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm tiếp tục về những cái thẻ mà anh em không thể nào lấy lại được nữa. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái thẻ Legendary anh em ạ. Hôm trước thì mình có làm về Ronaldo rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về thẻ của Ronaldinho Legendary anh em ạ. Một cái thẻ mà đến thời điểm hiện tại thì anh em cũng muốn trả lấy được. 1m82, 25 tuổi và thuận chân phải. Chỉ số mắc của thẻ ở phiên bản này đó chính là 99 anh em nha. Cái thẻ này trước đây thì có một cái box free Brazil random thì cũng có Ronaldinho ở trong đó, nhưng mà chỉ có một đợt đó thôi và anh em cũng chỉ random được. Cái style là creative playmaker, đã được SS, AMF cũng như là vị trí tiền đạo chạy cánh trái. Điểm thức tấn công là 81 này, điều khiển bóng là 95, dê bóng là 96, xử lý dứt hẹp là 95, truyền thấp là 86 và truyền bổng là 89. Bộ chỉ số rất đẹp đến từ Ronaldinho ở một cái mùa thẻ nó khá là lâu rồi. Khả năng dứt điểm là 83, cũng ok luôn, cũng là ổn. Tiếp theo là sút phạt và độ xoáy là 91 và 88. Bộ chỉ số của Ronaldinho nói chung là rất đẹp anh em ạ. Tốc độ cũng là tốt này, tốc độ là 82 này, tăng tốc là 90, là nhanh này. Lực sút là 81, bật nhảy là 63, tỷ lệ 72, thăng bằng là 90 và thể lực là 80. Bộ chỉ số miễn chê đến từ Ronaldinho. Và đây là bộ skill, có Sisyphus này, Flip Flap, Somero, Cut Behind Turn, Soul Control này, Cứa Lòng Xa, Heel Chick, rồi thì truyền một chạm và Outside Color. Và cuối cùng là No Look Pass, truyền không cần nhìn. Bộ chỉ số rất đẹp đến từ Ronaldinho. Và đây là cái chỉ số mà mình ép thêm được cho Ronaldinho, đó chính là dứt điểm từ cái khó này, cái nấc cờ sút, cái đạp và tắt, cái skill tinh thần, và cuối cùng là thêm một skill về sút nữa, đó chính là cái racing sút. Một bộ skill mà mình ép thêm mình thấy rằng cũng khá là đẹp, nhưng mà có một vài skill vẫn cần thay đổi trong thời gian tới. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cả trận hiếu đầu tiên cùng với cả Ronaldinho anh em nhá. Ronaldinho thì mình chỉ trải nghiệm vị trí tiền đạo chạy cánh trái thôi. Và đây là một cái vị trí ưa thích mà mình thấy rằng Ronaldinho đá rất hay. Và mình đá rất nhiều cái vị trí này. Và chắc chắn là mình sẽ chả có cái gì phải phân tích về cái phiên bản thẻ này cả. Tại vì anh em cũng chả lấy lại được. Và anh em cũng muốn cũng chả có. Đấy, đây là series mà anh em muốn cũng không được. Đấy rồi, Ronaldinho. Và bứt tốc đầu tiên. Ngoặt bóng không được. Và đây sẽ là một cái video mà mình thấy rằng là lâu lắm rồi. Mình chưa có mua máy gì cả. Thì mình lại phải mang Ronaldinho vào để làm quả video này anh em ạ. Một video mà chúng ta sẽ mua máy hơi bị nhiều. Đây rồi, Ronaldinho có những đường bóng xử lý đầu tiên, không qua được người. Hôm nay thì giọng của mình nó cũng khỏe khỏe lại rồi anh em ạ. Mình bắt đầu nói, bắt đầu có lực rồi. Bình luận như này nó mới sướng chứ. Nghỉ hơi lâu. Nay là mới đỡ. Đây rồi, Ronaldinho đã có một tình huống cướp bóng tốt. Đây rồi, sở trường chúng ta đã một tắt. Đây rồi, khoảng trống fake shot là Ronaldinho. Đó là sự đáng sợ đến từ phù thủy người Brazil. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Tình huống mà Ronaldinho đã nhảy múa với trái bóng. Liên tiếp là những pha xử lý và rồi ngoặt vào trong. Một pha đặt lòng để loại bỏ thủ thành của đội bạn. Ronaldinho quá hay ở pha bóng này. Một pha bóng quá tự tin. Không ai có thể chạm vào trái bóng ở dưới chân Ronaldinho. Và 1-0. Một pha bóng xử lý quá tốt đến từ Ronaldinho. Và mình đang thấy rằng là những cái thẻ Legendary mùa cũ anh em còn giữ lại. Đến thời điểm hiện tại thì nhiều thẻ nó cũng không có giá trị sử dụng nữa anh em ạ. Mặc dù là các cầu thủ đó vẫn có được một bộ chỉ số ok ra đấy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó rất khó để đua sức với các cầu thủ
mới được. Cho nên là nhiều thể mình thấy rằng là nó sẽ có chỉ số hơi đuối. Nhưng mà Ronaldinho này hay là Iniesta hay là vị trí của Pirlo vẫn có những cái chỉ số nó rất đẹp. Theo thời gian đến thời điểm tại vẫn dùng rất ngon. Và đây Ronaldinho này, một pha đột phá của Ronaldinho không được, nhưng vẫn còn đội bạn phá bóng không dứt khoát, thì đây là Ronaldinho. Và như vậy chúng ta đã có cú đúp, một tình huống xông thẳng vào vòng cấm Ronaldinho, và cái thăng bằng là cái đã giúp Ronaldinho còn trụ vững, thu hồi bóng và dứt điểm. Tỷ số đã là 2-0. Một phá bóng nói chung là đơn giản với Ronaldinho, nhưng cái thăng bằng của Ronaldinho vẫn rất tốt nha, 90 về thăng bằng. Thì đấy, thực sự rằng là trong những cái thể mà mình đang còn giữ được thì Ronaldinho là cái cầu thủ legendary mà mình thấy đáng để sử dụng anh em ạ. Khi mà bộ chỉ số đến thời điểm hiện tại vẫn phải nói là rất đẹp, từ khả năng rê bóng, từ chỉ số về truyền, rồi khả năng dứt điểm, cái tốc độ, độ xoáy đầy đủ đến từ Ronaldinho, không thiếu một cái gì cả. Và chúng ta ép thêm double touch vào nữa thì đá cánh cực sướng. Và đây là pha xử lý của Salah, một pha bóng rất hay đến từ Salah. Vẫn là những nhịp xử lý đơn giản, dừng bóng lại và double touch cứa lòng, rất quen thuộc. Và tỷ số đã là 3-0 rồi. Không chỉ Ronaldinho đá hay bên cánh kia mà phía còn lại thì Mohamed Salah cũng đã có cho mình dấu ấn là bàn thắng đầu tiên. Một pha phản công, đây là Gabriel Jesus, không vào. Một phản xạ nhanh như điện của thủ thành của chúng ta. Đấy rồi, bóng đến chân của Ronaldinho. Một pha bứt tốc. Tăng tốc của Ronaldinho là tốt anh em nha. Ronaldinho không qua được người, nhưng vẫn còn này. Liên tục là những nhịp nhứ rất khó chịu đến từ Ronaldinho. Ronaldinho, đây rồi. Tạo khoảng trống tốt, đây rồi. Ôi rồi ơi. Ôi, Takeno nó phi cước mình mà không sao à? Ôi. Anh em có thấy ông Takeno phi cước mình không? Và đội bạn đang có một tình huống phản công. Neymar. Và như vậy là đội bạn đã có bàn thắng để gỡ. Nhưng mình vẫn rất khó hiểu khi mà Ronaldinho bị phi cước quả bay cả người mà trọng tài không thổi kèn luôn. Cái thế nhở, Ronaldinho tốt, hút người tốt này. Vai trò Ronaldinho là rất lớn. Đấy rồi, không qua được người. Nhưng vẫn còn. Vẫn là những nhịp xử lý rất khó chịu đến từ Ronaldinho. Kỹ thuật qua người, dứt điểm không vào. Nhưng vẫn còn đó là Ronaldo. Chúng ta đã có liên tiếp những bàn thắng. Và Ronaldinho lại một lần nữa góp dấu dày vào bàn thắng này. Những nhịp xử lý quá tự tin đến từ Ronaldinho. Khả năng đi bóng, tốc độ và sự lất leo khiến cho đội bạn thực sự rất khó chịu. Và bây giờ là bàn thắng thứ tư rồi. Ronaldinho tiếp tục qua người này. Ronaldinho qua người một lần nữa. Ronaldinho không vào. Hôm nay mình nói là múa quá nhiều anh em ạ. Cứ có bóng là múa với Ronaldinho luôn. Cũng có khá là nhiều anh em trước đó khi mà mình đá Ronaldinho ở trong những video làm về cầu thủ khác, anh em cũng bảo mình là làm về Ronaldinho đi, rồi thì múa máy các thứ đi. Thì ngày hôm nay đây, một clip dành riêng cho Ronaldinho, một phiên bản mà anh em không lấy lại được. Nhiều anh em lại nhìn mà lại thèm, lại không lấy được. Đây rồi, Ronaldinho này. Tốc độ, rồi ôi, thiếu hiệu quả rồi. Tại sao không lại một nhịp nhứ dừng lại nhở? Thời gian thì không còn nhiều. Một pha phản công. Rosicky. Ronaldinho, ôi, nó bê thôi. Đấy rồi, khoảng trống dành cho Son Heung-min, nhưng mà đã có tình huống việt vị. Không hiểu sao Son Heung-min không dứt điểm mà lại truyền cho Mbappe. Việt vị là rõ ràng rồi. Và như vậy là trận thi đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số là 4-1. Một trận thi đấu mà Ronaldinho chơi tuyệt hay. Múa máy các thứ quá điên mà. Sang trận 2 thì mình vẫn cứ đá Ronaldinho ở cánh thôi. Mình vẫn cứ thích là đá Ronaldinho ở cánh. Tại vì Ronaldinho cũng có một cái tốc độ khá là ok, cái tăng tốc là tốt. Rồi thì khả năng dê dắt ở khoảng trống ngoài biên thì sẽ sướng hơn là đá ở phía trung tâm. Không phải là Ronaldinho không truyền hay, Ronaldinho truyền hay nhá, truyền bổng tốt, truyền thấp cũng tốt. Nhưng mà đá cánh nó vẫn khác bọt anh em ạ, khoảng trống nhiều, tha hồ mà múa. Đấy rồi, Gundogan. Để truyền cho Rosicky. Khoảng trống được Neymar tạo ra, rất nỗ lực và pha dứt điểm không được. Chúng ta sẽ có tình huống đá phạt góc. Và đây là pha bóng trước đó, pha bóng mà Neymar đã có tình huống rất nỗ lực. Và Ronaldinho sẽ là người đứng trước quả phạt góc này. Một đường tạt vào trong dành cho Neymar. Và lần này Neymar đã có bàn thắng. Một bàn thắng rất xứng đáng dành cho Neymar. Một bàn thắng rất sớm. Và Ronaldinho là người chuyền, một đường chuyền tầm thấp.
vừa đến vị trí của Neymar, một pha vô lê. Bàn thắng đẹp của Neymar. Tỷ số 1-0. Vừa vào thôi thì Ronaldinho đã để lại cho chúng ta thấy được dấu ấn rồi. Đó chính là khả năng kiến tạo. Và Ronaldinho mình thấy rằng là khả năng chuyển của Ronaldinho khá là hay. Khả năng kiến tạo rồi thì lối đá ngẫu hứng. Và đây đường truyền dài Ronaldinho không được. Đã có tình huống việt vị rồi. Bóng đến chân của Ronaldinho, phối hợp. Đấy rồi, thả nào. Ui Ronaldinho. Tốt này, thăng bằng nó rất hay nhá. Ơ kìa. Ơi giờ không qua được Nesta. Thực sự rằng trận thi đấu này là một trận thi đấu khó với chúng ta khi mà hàng thủ của đội bạn rất cứng. Toàn là các hào thủ rồi, kể cả hàng công, nói chung là mọi vị trí của đội bạn đều gọi là dắt tiền hết rồi. Đây là Shevchenko. Mbappe không vào. Một pha dứt điểm rất khó chịu đến từ Mbappe. Đội bạn thu hồi bóng quá nhanh. Ta phải cẩn thận và đây sẽ là một pha phản công. Ronaldinho qua người đây. Hút người tốt đến từ Ronaldinho. Chúng ta sẽ có một pha phản công. Roberto Carlos. Roberto Carlos muốn được căng ngang ở trong có Neymar. Và như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến. Nhưng không có ai ghi bàn cả. Mà là một pha phản lưới nhà của Manini. Một tình huống khó chịu. Khi mà Neymar đã dứt điểm. Manini thì có lẽ là sẽ trở thành tội đồ nếu như đội bạn thua ngày hôm nay. Gundogan, bóng đến chân của Ronaldinho. Lại những nhịp xử lý rất khó chịu qua người. Một đường tạt bóng cho Neymar, không được. Bóng đến chân của Ronaldinho là mình thường múa anh em ạ. Hoặc là mình đột phá vào trong. Tại vì khả năng rê bóng của Ronaldinho thực sự quá sướng. Chỉ số của một Legendary mà ở thời điểm này vẫn quá cao anh em ạ. Nói chung như này là hay rồi. Rất khó để chê từ một phiên bản đã rất lâu. Và không biết trong tương lai thì Ronaldinho hay là những cái cầu thủ Legendary khác có được Konami cho ra lại những cái bốc quay hay không. Cái bốc quay bằng 25.000 GP chẳng hạn. Như ngày trước PS2021 quay rất sướng nhá. Tuần nào cũng ra để quay. Đấy rồi, Ronaldinho. Vừa tốt. Trong trận đấu này thì Ronaldinho đang chơi cái vai trò kiến thiết khá là hay. Nhưng vừa rồi là một pha vấp bóng khá là khoai tây đến từ vị trí của Roberto Carlos. Rất điều luôn, phát đấy mà vấp được bóng ạ. Đấy rồi, Salah. Salah tốt. Tốt này. Khoảng trống cho Rosicky. Một đường bóng bổng, rồi ôi. Ông Pong phối hợp trả ra bài vở gì cả. Ôi rồi ơi. Tầm này đội bạn bắt đầu ép này. Úi xôi, không được. Phản công Rosicky. Này mà. Đâu rồi, okay, lại không được. Thực sự rằng tuyến giữa đội bạn đang đá hay hơn, thu hồi đang tốt hơn. Chúng ta thì cứ liên tục mất bóng. Và bóng đến chân của Ronaldinho, đường chuyền hay. Bóng lại đến chân với Ronaldinho. Đây là Ronaldinho, không được. Tốc độ của Trent Alexander-Arnold là tốt hơn. Thực sự thì đua đường dài với Ronaldinho thì không phải là quá là một sự lựa chọn tốt đâu anh em ạ. Tại cái tốc độ cũng không phải là quá cao nữa. Ronaldinho, không được. Trời ơi, tiếc thế nhở. Trận này nghe vẻ mình múa không hiệu quả lắm. Đấy rồi, bóng lại đến chân Ronaldinho, qua người tốt. Ronaldinho, không được. Sao đội bạn nó bê nhanh vậy? Đội bạn giàu tốc độ thực sự. Đấy rồi, pha này thì ai có thể đỡ đây? Ronaldinho, trời ơi. Một pha sửa lòng của Ronaldinho ra ngoài. Rất khó hiểu. Đấy rồi, Neymar vẫn không được. Bực thế nhờ, phát đấy mà. Quả đấy sao lại đặt được ra ngoài nhỉ anh em nhờ. Cái góc nó rộng mở rồi. Ôi rồi, không được. Rosicky. Phản công. Rosicky. Vẫn còn. Đường truyền đến vị trí của Ronaldinho, không qua được người. Một tình huống rất đơn giản. Đấy rồi, đã có. Ơi rồi ơi. Ủa ông Pau ơi. Ai khen ông múa hay mà giờ ông nở mũi ra ông múa loạn hết cả lên thế này. Totti. Một cội phản công dành cho Shevchenko. Shevchenko không phải dứt điểm ngay mà là một đường truyền. Tại sao Shevchenko ơi? Một đường truyền đã đưa Mbappe vào một góc cực kỳ hẹp rồi. Vậy có lẽ là đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho đội bạn. Totti lại là một đường truyền, không phải là pha dứt điểm mà một đường truyền đưa đồng đội vào tư thế việt vị.
Và như vậy là trận thi đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 2-0. Một trận thi đấu mà Ronaldinho vẫn hay, nhưng trong vai trò là một người kiến thiết nhiều hơn. Và bây giờ có lẽ mình xin kết thúc cái bài review nhanh của mình về Ronaldinho đấy thôi. Anh em nào có ý kiến đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment nhá. Còn giờ thì bye bye.